Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tướng Yasuo, kẻ bất dung thứ. Yasuo là một đấu sĩ đang trên cuộc hành trình đi tìm kẻ đã sát hại vị trưởng lão. Là kẻ duy nhất trong thế hệ của mình lãnh hội được phong tuyệt kỹ, Yasuo có thể điều khiển những luồng khí tấn công hoặc phòng ngự. Với bộ kỹ năng không tốn tài nguyên và thời gian hồi ngắn, Yasuo tỏa sáng trong những trận chiến dài hơi, dựa vào độ cơ động để tiếp cận và xé nát đội hình địch. Nội tại của Yasuo, đạo của lãng khách, có hai tác dụng. Đầu tiên, ý niệm nhân đôi tỷ lệ chí mạng. Vì thế với 50%, Yasuo sẽ luôn ra đòn chí mạng. Phần thứ hai là quyết tâm. Các bước di chuyển của Yasuo sẽ hồi lại nhịp, nguồn tài nguyên cần thiết của hắn. Yasuo di chuyển càng nhanh, nhịp hồi lại càng nhanh. Nếu Yasuo nhận sát thương từ tướng địch hoặc quái rừng khi thanh nhịp đã đầy, hắn sẽ chuyển hóa lượng nhịp thành lá chắn trong vài giây. Kỹ năng E, quét kiếm, có ảnh hưởng đến nhiều kỹ năng khác, vì thế hãy bắt đầu từ nó. Quét kiếm là một kỹ năng lướt đơn mục tiêu, gây sát thương và đặt dấu ấn lên kẻ địch, báo hiệu rằng hắn không thể lướt đến mục tiêu đó cho đến khi dấu ấn biến mất. Quét kiếm lướt đi một khoảng cách cố định, nên nếu đứng sát mục tiêu, hắn sẽ lướt xuyên qua chúng. Mỗi lần sử dụng kỹ năng thành công, sát thương sẽ được cộng thêm, nên hãy lướt vài lần trong một khoảng thời gian ngắn để tối đa hóa sát thương. Không giống như hầu hết các dạng lướt khác, quét kiếm có thể bị chặn bởi tất cả các kỹ năng vô hiệu hóa. Khi di chuyển lên quá cao, Yasuo có thể dùng quét kiếm để xuyên qua đối phương, trở về an toàn gần trụ. Tiếp theo là kỹ năng Q, bảo thép. Sau một khoảng thời gian niệm ngắn, Yasuo đâm kiếm theo hướng con trỏ, gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch trúng phải. Bảo thép được tính như đòn đánh thường, vì thế Yasuo có thể tấn công chí mạng, gây hiệu ứng đòn đánh lên mục tiêu đầu tiên trúng phải. Nếu Yasuo dùng bảo thép 3 lần liên tục, phát đánh thứ 3 sẽ tạo ra một cơn lốc, gây sát thương và hất tung tất cả kẻ địch trên một đường thẳng. Bảo thép là kỹ năng cơ bản của Yasuo khi đi đường. Nhờ có thời gian hồi chiêu thấp, Yasuo có thể dùng Q để ăn lính và rỉa máu đối phương bằng cơn lốc. Nhờ dùng kỹ năng này liên tục, hắn có thể hất tung và tấn công Khazix. Yasuo còn có thể kích hoạt bảo thép khi đang lướt đi bằng quét kiếm. Nếu sử dụng khi đang lướt, kỹ năng này sẽ tấn công tất cả đối phương xung quanh. Nếu lướt đi bằng quét kiếm khi dùng bảo thép thứ 3, Yasuo sẽ hất tung chúng lên. Tường gió có cả hiệu ứng nội tại và kích hoạt. Nội tại của tường gió giúp gia tăng nhịp hồi lại khi lướt. Kích hoạt tường gió giúp hắn tạo ra một bức tường chặn toàn bộ các loại đạn bay đến, bao gồm các đòn đánh tầm xa, kỹ năng định hướng và kỹ năng chọn mục tiêu. Chỉ có một thứ đạn duy nhất bức tường không chặn được, đó là đòn đánh từ trụ. Tuy vậy, tường gió vẫn là một kỹ năng cực kỳ lợi hại, có thể chặn đứng hàng tấn sát thương khi được canh thời gian và vị trí chuẩn xác. Sử dụng tường gió phía sau lưng khi bạn muốn rút lui khỏi kẻ địch đánh xa để chắc chắn thoát khỏi chúng. Kỹ năng cuối của Yasuo là trăng trỗi. Có khoảng cách sử dụng kỹ năng rất lớn, nhưng lại chỉ có thể dùng trên các kẻ địch đang lơ lửng. Kích hoạt trăng trỗi sẽ dịch chuyển Yasuo đến vị trí của mục tiêu, giữ chúng trên không và gây sát thương vật lý. Khi tiếp đất, Yasuo sẽ được tăng một lượng lớn chỉ số xuyên qua giáp cộng thêm của mục tiêu. Có hai điểm quan trọng cần được lưu ý. Đầu tiên, trăng trỗi sẽ giữ lại và tấn công tất cả các mục tiêu bị hất tung trong phạm vi sử dụng kỹ năng. Thứ hai, Yasuo có thể kết hợp với bất kỳ dạng hất tung nào, khiến cho việc phối hợp với những tướng kiểu như Janna vô cùng hiệu quả. Trăng trỗi còn có khả năng lật ngược tình thế các pha giao tranh. Ở đây, Yasuo kết hợp chiêu cuối của mình với Maofai, giúp Sejuani thoát đi an toàn. Hãy nghiên cứu kỹ hơn về combo của Yasuo trước khi đề cập đến lối chơi. Đầu tiên chỉ là những đòn rỉa máu đơn giản. Sau khi thanh nhịp đầy, hãy sử dụng kỹ năng E để lướt qua lính và tiếp cận mục tiêu. Sử dụng Q, sau đó lướt về qua đám lính. Với lá chắn phòng thủ, bạn sẽ lời khi trao đổi chiêu thức. Tiếp theo là đòn combo khô máu. Sau khi dùng phát Q đầu tiên lên lính, hãy sử dụng E để tiếp cận. Tấn công lần nữa với Q khi đang lướt,
bạn sẽ gần như chắc chắn có được đòn lốc, kết hợp với lốc xoáy đó bằng chiêu cuối trước khi ra đòn quy cuối cùng nhờ thời gian hồi chiêu thấp. Combo này đặc biệt hữu dụng ở giai đoạn giữa trận đấu. Một khi lá chắn bị kích hoạt, bạn có một khoảng thời gian rất ngắn để trao đổi chiêu thức. Những tướng đánh xa có thể khiến bạn mất lá chắn trước khi tấn công bằng những kỹ năng mạnh. Một người chơi Yasuo thành công là một người quyết đoán trong việc tiếp tục tấn công đối phương hay rút lui trước khi lá chắn mất tác dụng. Khi tham gia giao chiến, hãy cố gắng chặn đứng các đòn đánh tầm xa bằng tường gió khi tiếp cận mục tiêu. Khi Zeke đã ở xa, Yasuo tấn công Amu bằng nhiều đòn quy, chờ hắn đến điểm hẹp dẫn ra đường giữa. Ở đó, Yasuo dễ dàng tấn công bằng lốc xoáy và ăn mạng nhờ trăng trỗi. Tầm xa của cơn lốc đem đến nhiều cơ hội để chơi chiêu hồi mã thương. Sau một cuộc găng có vẻ như không thành công ở đường dưới, Yasuo để sẵn phát quy thứ 3 trước khi rút lui. Nhận thấy Jin đang quay lại, hắn nhanh chóng e vào lính để vào thế tung lốc xoáy và dùng trăng trỗi. Nhờ cộng điểm vào bảo thép và tăng tốc độ đánh, Yasuo có thể dồn quy nhanh hơn nhờ thời gian xuất chiêu và hồi chiêu giảm. Khi đã vào phạm vi tấn công của phát quy thứ nhất, thời gian xuất chiêu rất thấp khiến cho hắn có thể dùng khi đang di chuyển, giúp Yasuo bám đuổi và ăn mạng nhờ lốc xoáy. Chiêu cuối của Yasuo hiệu quả nhất khi sử dụng sớm trong những pha giao tranh. Sau khi đã băng được vào giữa những mục tiêu yếu máu, Yasuo sử dụng chỉ số xuyên giáp cộng thêm để gia tăng đáng kể lượng sát thương. Bảo thép có thời gian hồi chiêu thấp nên Yasuo có thể kết hợp chiêu thức này vào những đòn đánh cơ bản. Khi đang tiêu diệt Garen, Yasuo dùng quét kiếm để né cầu của Orianna trước khi bắt kịp cô ta với đòn hất tung thứ hai. Ở đây, nếu Yasuo dùng tường gió để chặn đòn đánh từ Caitlyn, hắn đã sống sót sau cuộc chiến và có pha pentakill. Khi lên trang bị cho Yasuo, một vài chỉ số cần được lưu ý đó là tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng và phòng thủ. Đòn chí mạng vô cùng hiệu quả vì nội tại của Yasuo. Tốc độ di chuyển giúp hắn bám lấy kẻ thù và hồi lại lá chắn nhanh hơn. Giáo điện Static sẽ là một trang bị tuyệt vời khi mua sớm, đặc biệt khi quét kiếm hồi lại điểm nạp. Tốc độ đánh cũng tác động trực tiếp đến thời gian xuất và hồi chiêu bảo thép, cho phép Yasuo dùng cân lock và combo sớm hơn. Cuối cùng, dù trang bị sát thương rất hấp dẫn, nhưng Yasuo rất cần trang bị phòng ngự để sống sót ở giai đoạn cuối. Thiên băng Randun hay dây chuyền chiến thuật giúp hắn bám lấy mục tiêu và đem lại khả năng chống chịu cần thiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tỷ Điểm Tướng Yasuo. Hãy đăng ký theo dõi kênh của VATV và để lại bình luận ở phía dưới.